tại lễ trao giải Mai Vàng tối 8 tháng 1. Nhật Kim Anh phối bông tai Turo để mốt tóc ướt khi diện đầm ánh kim của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Cô được đề cử tại hạng mục nữ diễn viên điện ảnh phim truyền hình được yêu thích nhất. Lan Ngọc diễn bộ đầm lụa quay ngực, cô đoạt giải nữ diễn viên điện ảnh phim truyền hình với phim Cua Lại Vợ Bầu. Lan Ngọc diễn cùng Trấn Thành trong trailer Cua Lại Vợ Bầu Video Galaxy. Diễn viên nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh hưởng ứng Một Váy Đính Hạt, cô được mời trao giải ở một hạng mục. Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ diễn áo dài thêu tay, chị đoạt giải diễn viên sân khấu được yêu thích với vở kịch Diều Ơi. Thoại Mỹ vào vai người mẹ điên trong vở Diều Ơi. Nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân được mời để trao giải ở hạng mục diễn viên sân khấu được yêu thích nhất. Diễn viên Chí Bảo đi cùng bạn gái chị Thùy Trang, cả hai công khai tình cảm cuối tháng 11 năm 2019 và dự định đính hôn vào năm nay. Nghệ sĩ Quyền Linh trao giải cho hạng mục người dẫn chương trình yêu thích. Diễn viên Cao Minh Đạt dự chương trình cùng vợ, anh đoạt giải nam diễn viên truyền hình điện ảnh được yêu thích. Nghệ sĩ Thúy Nga trao giải cho hạng mục diễn viên hài yêu thích. Thúy Vân, Á hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019 dẫn chương trình. À, lúc nãy thì chị đang nghĩ dạ, được gọi là bế dạ nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân là gì á? Bế Xuân. Ngày hôm nay cảm xúc của đây chính là điểm nhấn đắt giá, tôi điểm nhấn sức cuốn hút cho điểm tác này. Nhận được điểm tác này sẽ được góp vào quỹ Mai Vàng Nhân Á để dành
may có vấn đề về sức khỏe và cũng nhắc ở đây thì chúng ta cũng sẽ được biết là có một và một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt chúng tôi có được những chương trình thật hữu ích để mang đến cho khán giả cũng như là văn nghệ sĩ. Xin cảm ơn cô Đình Tôn và ông Bùi Thanh Liêm. Xin cảm ơn. Bước về trang thị sĩ, đắm miên man đi tìm bao buồn thơ. Tay xa cũng đang trôi đời mơ. Truyền hình Việt Nam xin mời ekip làm phim lên nhận giải. Ở hạng mục vở diễn sân khấu được nghệ sĩ nhân dân Chu Kim sân khấu mới đại diện, xin mời ekip vở diễn lên nhận giải. Và ở hạng mục chương trình truyền hình được yêu thích nhất đã thuộc về chương trình Ký ức vui vẻ do Đông Đại Promotion và Tinh Tinh Hà Uyên Hương, ca sĩ Ngô Kim Huy. Bộ phim được yêu thích nhất giải vai vàng thuộc về Về Nhà Đi Con của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, trung tâm sản xuất phim truyền hình. Chuyện tình không vai, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trung Kim, sân khấu mới Đại Việt. Và chương trình truyền hình được yêu thích nhất và phối hợp sản xuất. Xin được chúc mừng tất cả các tác phẩm và chương trình truyền hình đạt giải vai vàng. Xin chào bạn thân.